Uyên Thi xin kính chào quý vị trong chương trình 5 phút vào bếp với Uyên Thi ngày hôm nay Uyên Thi sẽ chia sẻ những món ăn đầu buổi cho những buổi tiệc Đó là appetizer thưa quý vị mà Món spinach dip ăn với lại cracker cũng như là bánh mì Và món thịt chiên giòn à, Hai món này có lẽ là lạ, có vẻ là lạ đối với Việt Nam chúng ta Nhưng mà chúng ta tập thử làm thử và ăn thử quý vị sẽ thấy ngon Đầu tiên hết Uyên Thi sẽ làm về cái spinach dip Viên Thi mua một gói spinach một Pound và quý vị có thể tìm dễ dàng trong các chợ Mỹ ở chỗ đồ đông đá, chỗ bắp đồ đó thưa quý vị. thì mua về chúng ta để cho tan đá, sau đó chúng ta rửa thật sạch và vắt thật là ráo nước. khi mà một 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 pound này Viên Thi vắt ra là được một một chén này thưa quý vị gỡ nhỏ nó ra. quý vị thấy cái hỗn hợp này là hỗn hợp một củ hành tây mầm nhỏ nửa hộp water chestnut tất nhiên là củ năng đó thưa quý vị việt nam mình đó cũng bầm nhỏ hai thứ này cũng thi trộn chung cũng thì bỏ vào máy cũng thi xay cho nên đó, đây là hỗn hợp của hai thứ đó và cũng thì cho vào trong cái cái dip này à, sau đó cũng thì sẽ cho tiếp vào đó là một cup sour cream và iso mayonnaise mình cũng cho the same tất nhiên mình cũng cho một cup luôn một muỗng cà phê tỏi một muỗng cà phê mix sauce mix up sauce tất nhiên là cái sauce này á, là họ đã pha đủ thứ loại ở trong đó rồi thưa quý vị rau parsley rồi thyme họ bỏ đủ thứ rồi cho nên nó có cái seasoning ở trong đó nó thơm hơn rồi uyên thi sẽ cho vào trong này và cái quan trọng đó là dry leaf soup Tất nhiên là người ta dùng người ta nấu súp bằng cái bột á Quý vị mua cái bột này ở ngoài chợ Để mà nấu súp Khi mà mình bỏ nước vào mình nấu ra thì nó ra một cái chén súp Toro á Rất là thơm Thì mình đổ vào đây tại vì trong này nó có cái mùi rất thơm cho nên khi mình bỏ vào cái đĩa này ăn rất ngon Rồi mình sẽ cho vào một chút xíu tiêu Sau đó quý vị trộn đều lên Và chắc chắn là với cái món này quý vị đừng có trộn Đừng có ăn liền mà quý vị phải để đó qua đêm Quý vị cất vào tủ lạnh để qua đêm Bây giờ Uyên Thi nói về món uh, thịt chiên giòn um, Uyên Thi dùng một phao thịt xay Uyên Thi cho vào Một cái uh, nấm mai tuyết nhĩ. Uyên Thi ngâm nở bầm nhỏ ra để cho tạo độ giòn Uyên Thi sẽ dùng một củ hành hương Rồi Uyên Thi cho vào một chút xíu Rosemary khoảng một muỗng cà phê bầm nhỏ Một uh, ít tham Tươi bầm nhỏ Và Viên thi nêm vào đây một chút tiêu một muỗng cà phê tỏi bằm 3 muỗng canh cho tới 4 muỗng canh nước cốt dừa cùng với một muỗng cà phê đầy bột năng hoặc bột bắp hoặc bột mì hoặc bột gạo bất cứ bột gì quý vị bỏ vào cũng được để nha nó tạo cái độ kết dính mình cho vào một muỗng canh bột nêm gà để cho cái vị nó đậm đà thưa quý vị sau đó chúng ta trộn đều lên và khi mà quý vị trộn đều lên như vậy á, thì quý vị bắt đầu thấy nó đều rồi quý vị vo viên lại và với một cái căn bản là chúng ta có thể áo ở ngoài bằng crumb hoặc là bánh mì vụn hoặc là quý vị có thể làm bằng cốm xanh cốm trắng trộn vô và sau đó chúng ta khi mà chúng ta nắng cái viên thịt đó quý vị nhớ bỏ thêm một cái viên đậu phộng rang ở trong để mà tạo một cái sự ngạc nhiên cho người ta khách người ta ăn là ô oh, ở trong ruột có hột đậu phộng và sau đó chúng ta cốt bánh mì vụn hoặc là cốm à, lửa quý vị để medium rồi chúng ta bỏ vào chúng ta chiên chiên cho tới khi nào quý vị thấy nó vàng đều hết mà quý vị chắc chắn rằng bên trong là chín thì quý vị mang ra và những thứ này là appetizer dip à, spinach dip quý vị có thể ăn chung với bánh mì các bánh mì và ăn chung với pita chip còn cái thịt viên quý vị có thể ăn không hoặc là chấm sốt chua ngọt hoặc là quý vị cũng có thể chấm với cái dip spinach dip cũng được à, nó cũng là một cái khẩu vị rất là ngon và uyên thi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình 5 phút vào bếp uyên thi ngày hôm nay kính chúc quý vị thành công trong món spinach dip và thịt viên chiên giòn ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới